Thưa quý vị, mới đây FTSE Russell đã công bố báo cáo phân loại thị trường chứng khoán năm 2024. Theo đó, thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ nguyên trong danh sách theo dõi sau 6 năm kể từ tháng 8 năm 2018. Nguyên nhân khiến cho thị trường Việt Nam chưa được nâng hạng đến từ việc chưa đáp ứng tiêu chí chu kỳ thanh toán, và tiêu chí này vẫn đang được đánh giá là còn hạn chế do việc tiến hành kiểm tra để đảm bảo tính khả dụng của tiền trước khi thực hiện giao dịch được thực hiện theo thông lệ tại thị trường. Bên cạnh đó thì theo FTSE cũng cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện quy trình đăng ký tài khoản mới vì thông lệ thị trường có thể dẫn đến việc kéo dài quy trình đăng ký. Theo FTSE Russell, nếu như Việt Nam muốn đạt được mục tiêu nâng hạng vào năm 2025 như tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ, thì điều quan trọng là phải duy trì tốc độ thay đổi. Các quy tắc thị trường đã sửa đổi cần được xác nhận và truyền đạt tương đối sớm và rộng rãi, bao gồm nội dung về việc hoàn thiện các vai trò và trách nhiệm bắt buộc trong mô hình thanh toán NPF cùng với lộ trình và thời gian cụ thể.